Xin chào mọi người. Em là Trần Vũ Diệu Linh. Em là Vũ Phương Huyên. Chúng em đến từ trường Trung học Cơ sở Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Các bạn thân mến, trong cuộc sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khóa bạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy ta biết sống và biết hy sinh. Sách là kho tàng vô tận đối với tất cả mọi người. Từ đọc sách, chúng ta mở mang kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, gieo những ước mơ đẹp và phát triển tư duy sáng tạo. Đọc sách cũng chính là cách để nối liền giữa quá khứ, hiện tại và mở ra tương lai. Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người luôn bận rộn với công việc của riêng mình, nhưng giá trị của sách trong đời sống thì không thể thay thế được. Nếu các bạn muốn khỏe mạnh, hãy đọc sách. Nếu các bạn muốn thành tài, hãy tìm đến sách. Nếu các bạn muốn học giỏi, hãy nghiên cứu sách. Và còn rất nhiều điều nữa chúng ta đều tìm câu trả lời trong sách. Đến với cuộc thi giới thiệu sách với chủ đề cuốn sách tôi yêu, chúng em xin trân trọng giới thiệu tới thầy cô và các bạn cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của tác giả Sơn Tùng. Đây là cuốn tiểu thuyết kể về cuộc đời, kể những câu chuyện về cuộc đời của Bác Hồ mà em thích đọc nhất. Ca ngợi Bác Hồ, ca dao Việt Nam có câu: Tha 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Trong những tác phẩm viết về cuộc đời của Hồ Chủ tịch, tiểu thuyết Búp Sen Xanh của tác giả Sơn Tùng là một thành công lớn của nền văn học Việt Nam. Sơn Tùng viết thành công bởi ông có tấm lòng thành kính đặc biệt đối với Bác và nguyện vọng tha thiết được viết về Bác. Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1928 tại làng Hoa Lũy, nay là Kim Lũy, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Là thương binh nặng loại 6/8, Sơn Tùng đi lại rất khó khăn, nhưng ông đã vượt qua mọi gian khổ, đi nhiều, tìm hiểu kỹ lưỡng để cho ra đời tiểu thuyết Búp Sen Xanh. Tiểu thuyết Búp Sen Xanh của Sơn Tùng do nhà xuất bản Phụng Lữ ấn hành năm 2010 với số lượng 1.000 bản. Sách dày 343 trang, khổ 13x19, trang bìa gam màu xanh lá mạ, nổi bật lên biểu tượng bông sen cách điệu, tượng trưng cho sự tinh túy thanh cao đáng trân trọng nhất. Tiểu thuyết Búp Sen Xanh là tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng. Xây dựng lên hình tượng Hồ Chí Minh từ khi cất tiếng khóc chào đời tại làng chùa quê ngoại tới khi rời bến nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước. Tác phẩm được tác giả dày công nghiên sưu tầm tư liệu có liên quan và chấp bút trong một thời gian dài, bắt đầu từ năm 1948, hoàn thành vào năm 1980. Đến năm 1981, tác phẩm chính thức được ra mắt bạn đọc. Tiểu thuyết Búp Sen Xanh được tác giả chia làm 3 chương: thời thơ ấu, thời niên thiếu và tuổi 20. Tiểu thuyết đã dựng lại quãng đời niên thiếu của Bác Hồ một cách công phu, thể hiện quá trình hình thành tính cách của bậc vĩ nhân và tầm tư tưởng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được cả thế giới ngưỡng mộ. Sinh ra và được giáo dục trong một gia đình nho học nghèo yêu nước, luôn gần gũi với nhân dân lao động, được truyền thống quê hương hun đúc. Cậu bé Côn vốn thông minh ham hiểu biết đã dần hình thành trí lớn, ra đi tìm đường cứu nước để rồi về sau trở thành vị Chủ tịch Hồ Chí Minh trong của dân tộc ta. Nội dung câu chuyện được tác giả kể thật hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Ta hay đến Nghệ An những năm 1890. Tại làng chùa huyện Nam Đàn đang diễn ra một sự kiện trọng đại của một gia đình. Trong làng chùa nhòe khói sương lam, cánh cổng trống làm bằng khung tre kết cành rào hình chữ nhật đã được sập xuống, cài chặt. Khu vườn nhà ông Đồ Hoàng Xuân Đường trở nên một cõi riêng biệt, kín bưng. Hương sen từ ngoài đồng bay theo gió, pha lẫn mùi bố kết cháy từ nồi than trong buồng tỏa ra ngào ngạt. Bà Hoàng Thị Loan vừa hạ sinh người con thứ ba, khi ấy chưa ai biết được rằng ngày này sẽ trở thành một mốc son lịch sử, không chỉ đối với gia đình thầy Nguyễn Sinh Sắc mà còn cho cả đất nước Việt Nam. Đó là ngày mà chú bé Nguyễn Sinh Côn, mà ta thường gọi bằng hai chữ thân thương, Bác Hồ ra đời. Tôi đặt tên cho cháu là Côn, tự là Tất Thành, ông ngoại Côn giải thích. Tại sao ông ngoại lại đặt cho cậu bé cái tên như vậy? Cái tên ấy có ý nghĩa gì? Trong Búp Sen Xanh đã giải thích thật lý thú. Đắm chìm vào những trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận qua từng cử chỉ, lời nói đầy tình yêu thương của cậu bé Côn với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, với bạn bè cùng trang lứa, với cô bác hàng xóm, láng giềng, cùng những trò chơi tinh nghịch của trẻ thơ, như rủ bạn bè đi chơi chó nhà hàng xóm, bị mong vốn và chịu phạt đòn. Những trang viết như thước phim quay chậm, mà bạn đọc ngỡ như mình đã tìm thấy thực tại hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Côn lúc 10 tuổi đầu. Cậu bé Côn đã phải nấu cháo, sắc thuốc, bế em đi xin sữa. Càng đọc và nghỉ ngẫm, bạn đọc sẽ không cầm nổi nước mắt trước những bất hạnh từ sự đói nghèo, cũng như nghị lực vươn lên số phận bằng con đường học hành của thân phụ Nguyễn Sinh Sắc. Nhưng xúc động nhất là hình ảnh cậu bé Côn mới 10 tuổi đầu phải chứng kiến cảnh mẹ mất ở kinh thành Huế trong những ngày giáp Tết.
Cô mím chặt môi không cho bật ra tiếng khóc. Càng chạy nhanh càng dồn nén nỗi đau tóc nghẹn, nước mắt trào dài ruộng. Cô lại òa lên khóc khi thấy mẹ đã thòng một cánh tay xuống bên thành giường, một tay vẫn ôm vòng qua cổ bé xinh. Cô phủ phục xuống bên mẹ gọi: Mẹ, 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 mẹ ơi, mẹ bỏ chúng con sao mẹ ơi, cha chưa kịp về mẹ ơi. Thế là cô phải một mình mấy đứa em nhỏ cô bệnh tật yếu ớt mới được vài tháng tuổi đi xin từng giọt sữa để duy trì sự sống cho em. Nhưng rồi chỉ một vài ngày sau đó, đứa em bé nhỏ cũng bỏ luôn mà đi. Đôi mắt thơ ngơi của bé xinh như hai chấm đen ánh lên lần cuối cùng rồi cũng chìm vào vĩnh viễn. Khắc họa những chân dung của bác, con nhận thức sâu sắc ngay từ nhỏ với hai từ độc lập tự do. Đó là những năm tháng theo cha về kinh đô Huế, là cậu học trò thông minh hiếu học nơi mái trường Pháp Việt Đông Ba, trường Quốc học, rồi trên đường hành phương Nam làm người thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại trường Dục Thanh Phan Thiết. Trên cuộc hành trình đó, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến biết bao cảnh cơ hàn của người dân vô tội trong hoàn cảnh đất nước lầm than, từ đó nuôi ý chí ra đi tìm đường cứu nước. Hình ảnh đặc biệt để lại khó quên trong lòng người đọc là cuộc chia tay trên bến Nhà Rồng vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 giữa cô Út Huệ và anh Ba. Cả hai chỉ biết nén nỗi tâm sự sâu xa thầm kín vào trong lòng, một người gửi những tâm sự và những dòng nước mắt. Còn anh Ba nhìn thấy người con gái Sài Gòn như một bút sen chứa đựng hình bóng quê hương và khuôn mặt Việt Nam như tròn lấy trái tim anh, một trái tim chân thật, trách nhiệm, cảm động và đầy tình người. Nhưng cao hơn hết vẫn là tình yêu quê hương đất nước, quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân bằng hai bàn tay trắng, trí tuệ và nghị lực phi thường của bản thân. Bằng vốn tư liệu phong phú và chân thực, đi sâu khai thác nhiều chi tiết điển hình, tác giả đã đem đến cho bạn đọc những trang tiểu thuyết hấp dẫn đến bùi ngùi cảm động, cùng những tình tiết xung đột trong cuộc sống thường nhật với niềm vui, nỗi buồn, đắng cay, hiếu thảo, ham học, tò mò. Tiểu thuyết Bút Sen Xanh vẫn luôn là tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ là tác phẩm dành cho thiếu nhi mà còn vượt ra ngoài mong đợi khi được nhiều thế hệ đón nhận. Đó có lẽ là món quà thiêng liêng nhất mà nhà văn Sơn Tùng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung kính dâng lên người. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cuốn sách vẫn giữ được những nét đẹp giá trị đích thực của nó, bởi trong đó chứa đựng một tâm hồn cao cả, giúp góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao tinh thần trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc, rèn luyện bản thân thành người có phẩm cách lớn. Nhiều năm trở lại đây, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này đã được đưa vào tủ sách vàng của nhiều nhà xuất bản, được in đi in lại nhiều lần, được dịch sang tiếng Anh và được in song ngữ. Lang thang qua những vỉa hè, những quầy sách lớn hay những hiệu sách lớn hay những quầy sách nhỏ, đâu đâu ta cũng thấy cuốn sách này như một điều để nhìn thấy bác. Tiểu thuyết Bút Sen Xanh đã có mặt trong thư viện trường học để học sinh chúng em tìm đọc trong những giờ ra chơi. Và cuối cùng, chúng mình mong muốn rằng các bạn đừng quên đọc cuốn sách bổ ích này nhé.